Nào ghi cho anh nào. Đồ thị hàm tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối. Nhớ này, các em sẽ có 3 loại hàm tuyệt đối. Nhớ nhá, có 3 loại nhá. Loại thứ nhất là gì các em nhá? Loại là gì đây? Y bằng gì đây? Chỉ có fx ở ngoài nhá. Loại thứ hai này là gì đây? Y bằng f của chỉ x nhá. Ok chưa? Đấy. Loại thứ ba là gì đây? Kết hợp của cả hai, y bằng tuyệt đối của f tuyệt đối. Đấy. Cái loại này sẽ là khó nhất, được chưa? Kết hợp của hai loại này. Ok. Còn đâu hai loại đầu tiên thì khá là dễ thôi, nó sẽ có cái công thức, nó cách xác định, được chưa? Nào đầu tiên phần 1 nào. Phần 1. Nào hàm y bằng fx này lấy trị tuyệt đối to nào. Ok, anh sẽ hướng dẫn các em vẽ như sau. Nào, hàm y bằng trị tuyệt đối nhá, lấy ở bên ngoài được chưa? Trên lớp học chưa? Có bạn học rồi, bạn học chưa học đúng không? Ok, ai chưa học thì cứ nhìn lên bảng. Ai học rồi thì làm đề đi. Xong rồi thì làm đề đi, cứ làm nhiều đề vào càng tốt nhá. Nào, hàm y bằng trị của x làm như sau. Đầu tiên kem nhìn này. Giả sử kem có hàm ban đầu nhá. Hàm ban đầu này, y bằng fx nhá. Ban đầu là y bằng fx đây nhá. Không này, x này, y này. Giả sử đồ thị ban đầu như này nhá. Nào giả sử đồ thị ban đầu như này. Đây. Nào, giả sử đồ thị ban đầu như này được chưa? Nào, thì các em muốn vẽ hàm tuyệt đối này biết làm như nào không? Thứ nhất, bước 1 làm gì đây? Nào, mình có từ hàm y bằng fx nhá. Mình cần vẽ hàm y bằng trị tuyệt đối của fx nhá. Thì bình thường của mình giả sử là hàm parabol nhá. Parabol đúng không? Nào, y bằng trị của x đúng không? Nào, chứng tỏ là bước 1 này, các em nhìn cái trục Ox nhá, nhìn trục Ox này. Nhìn trục ngang nhá. Bước 1 này. Các em sẽ xóa hết phần đồ thị phần bên dưới Ox nhá, các em nhìn trục Ox được chưa? Phần ngang này. Các em xóa hết cho anh phần ở dưới được chưa? Xóa hết phần ở dưới đi. Nào, xóa đồ thị dưới Ox. Xóa đồ thị dưới phần Ox này. Đúng không? Nhá. Bước 1 các em xóa hết đồ thị phần bên dưới Ox, hiểu chưa? Bước thứ 2 là như nào? Nào, bước thứ 2 là các em lấy đối xứng lên trên. Có nghĩa ban đầu nó như này đúng không? Các em lật nó lên trên, gập nó lên trên nhá. Được gì đây? Đây. Gập nó lên trên nhá, lấy xứng lên trên. Có hình dung được chưa? Xóa hết phần bên dưới được chưa? Sau đó các em gập lên trên, kiểu như xếp hình ý. Gập lên trên nhá. Xóa bên dưới rồi lật lên trên nhá. Ok. Bước thứ 2. Lấy đối xứng. Lấy đối xứng. Phần dưới lên trên. Dưới lên trên. Ok chưa? Nào biết cách xác định chưa? Hàm trị to nhá, trị to. Đầu tiên xóa hết phần bên dưới Ox. Ok chưa? Rồi sau đó các em lấy đối xứng lên trên. Kiểu em thử gập lên trên được chưa? Đấy, ok nhá. Đấy, đó chính là anh lấy ví dụ thằng này. Hoặc anh có thể lấy ví dụ thằng khác nhá. Các em nhìn cách làm này, tí nữa mình còn làm nhá. Nào, giả sử nó như này đi. Nào, thì các em sẽ làm như nào các em nhỉ? Nào, nhớ cách làm nhá. Xóa đồ thị phần bên dưới Ox đúng không? Các em nhìn cái trục Ox này. Dưới Ox nhá. Ok chưa? Đấy. Xóa phần bên dưới em xóa hết đi. Xóa hết đi. Các em thấy bút xóa hoặc là lấy thường thì mình sẽ viết bút chì. Sau đó các em tẩy tẩy như này được không? Để cho nó bẩn. Sau đó các em sẽ gập lên trên. Gập lên trên được chưa? Đấy, các em xếp hình em gập lên trên thôi. Gập lên trên này. Gập lên trên này. Gập lên trên này. Gập lên trên này. Được chưa? Gập lên trên. Đấy. Thì đồ thị nó sẽ thành hình này. Ok chưa? Mọc sừng à? Ok rồi. Ok, các em hiểu cách vẽ đồ thị chưa? Đấy. Xóa hết phần bên dưới, sau đó gập lên trên. Xóa hết phần bên dưới, gập lên trên. Ok chưa? Đấy, các em check lý thuyết vào nhá. Để mình làm bài tập nào. Ok, check lý thuyết vào đi. Câu 1 nhá, vẽ đồ thị này. Y bằng fx bằng chữ x bình này. Cộng 2x cộng 3. Đúng chưa? Sau đó các em dựa vào đồ thị fx. Các em vẽ hàm tuyệt đối. Nào đầu tiên vẽ với anh nhá. Các em vẽ các em chuyển đến 5 điểm thôi. Nào đầu tiên nhá, đỉnh là gì đây? Đỉnh y là mấy đây? 1, 4 đúng không? Đúng chưa? Nào anh sẽ vẽ nhá. Đấy bảng này.
bảng như sau này. X này, đúng không? Y này. Nào em lấy 5 điểm đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? 1, 4, 1 này, 4 này. Đúng chưa? Mình sẽ lấy 5 điểm lân cận. 1 thì mình lấy số 2, số 3. 0 vào mấy đây? Trừ 1. Đúng không? Các em bấm cho anh xem 2, 3 không mấy? 2 mấy? 3, 0 à? 3, 0 đúng không? Ok chưa? Rồi mình sẽ vẽ nhá. Các em vẽ to một tí nhá. Đây. Ô này. X và Y được chưa? Nào rồi nhá. 1, 4 này là đỉnh đúng không? 1, 4. 1, 2, 3, 4. Các em nhớ đi thi tự luận mà vẽ, các em phải vẽ đẹp vào. Vẽ đẹp một chút nhá. 1, 4 này, 1 này là 4 này. Các em vẽ ra 1, 4, 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? 1, 4 này. 0, 3 này. 0, 3 đây, điểm này. 2, 3 điểm này nhá. Rồi, điểm gì đây? Trừ 1 cả 0 đúng không? Trừ 1, 0 đây. Đây nhá. Các em nối vào nhá. Nối vào đi. Nó sẽ như này. Các em nhớ kéo dài xuống được chưa? Chứ đừng vẽ cụt lủn nhá. Đấy, ok. Đấy. Các em nhớ vẽ dài xuống nhá. Chứ đừng vẽ kiểu cụt lủn. Như thế là rất là khó. Khó nhìn. Nó xấu được chưa? Đây, 3 này. 4 này. Nào rồi, ok. Vậy thì mình đã vẽ xong hàm y bằng fx chưa? Rồi nhá. Thì bây giờ các em vẽ hàm chuyển đổi kiểu gì đây? Các em sẽ làm như nào đây? Chữ to các em sẽ làm như nào đây? Đúng rồi. Xóa hết phần phía dưới chỗ x đúng không? Cái đường cắt ngang này là ox đúng không? Xóa hết phần dưới ox. Xóa hết đi này. Các em vẽ trên một trục luôn nhá. Xóa hết bên dưới này. Xóa làm gì nhỉ? Lật lên trên, gập lên trên nhá. Gập lên trên. Các em nhớ gập cao lên nhá. Gập cao lên nhá. Gập lên. Ok chưa? Đấy. Gập cao lên nhá, gập lên. Các em phải vẽ cao lên được chưa? Đấy. Và các em nhớ phải trình bày. Phải trình bày lý thuyết là gì? Là gì đây? Xóa phần gì nhỉ? Xóa phần dưới ox. Xóa phần đồ thị dưới ox nhá. Ok chưa? Rồi sau đó làm gì đây? Lấy đối xứng. Lấy đối xứng. Phần bị xóa. Phần dưới lên trên. Lên trên nhá. Ok chưa? Trên ox nhá. Xóa hết phần ở dưới này, xong gập lên trên. Đấy, gập lên trên nhá. Xong rồi đô thị y bằng f chữ đồ x. Các em vẽ trên một trục thôi. Vẽ một trục thôi người ta sẽ hiểu các em là như nào rồi nhá. Chứ ngồi vẽ hai trục rất là lâu, tỉ mẩn lâu đấy. Ok chưa? AB đã xử lý xong nhá. Đấy. Chữ AB vào. Rồi câu C. Nào rồi câu C, bạn nào làm với anh nhá. Câu C như sau này. Chắc hẳn các em đã biết vẽ rồi đúng không? Xóa dưới lần lên trên. Chỉ cần một cần một chút tỉ mẩn, đẹp đẹp một chút là được. Nhá, các em mình câu C này. Dựa vào đồ thị 2. Đây đồ thị 2 là đồ thị hàm gì đây? Chuyển đổi đây. Nghĩa là gì đây? Tìm m để gì nhỉ? Phương trình có mấy nghiệm phân biệt đây các em nhỉ? 4 nghiệm phân biệt đúng không? Nào phương trình gì đây? Chuyển đổi của trừ x bình cộng 2x cộng 3 này. Các em nhớ phải chuyển hết sang một vế nhá. Chuyển sang một vế là được gì đây nhỉ? Bằng gì đây? M trừ 1. Bằng m trừ 1 chưa? Ok chưa? Nào. Các em biết là hôm trước mình vừa học cái này rồi. Số nghiệm sẽ là số gì các em nhỉ? Số nghiệm bằng số gì nhỉ? Số giao điểm đúng không? Số nghiệm bằng số giao điểm. Số nghiệm của sao này bằng số giao điểm nhá. Số giao điểm của hai đồ thị đúng không? Thứ nhất hàm chuyển đổi các em đã có đồ thị chưa? Có rồi đúng không? Giao điểm của đồ thị là y bằng chuyển đổi trừ x bình cộng 2x cộng 3. Đã có đồ thị là cái đồ thị 2 nhá. Đúng không? Đồ thị chuyển đổi có rồi. Còn một đường thẳng nữa, đường thẳng nào các em nhỉ? M trừ 1 đúng không? Được chưa? Y là một đường M trừ 1. Nào, M trừ 1, M sẽ là một số nhá. Thì M trừ 1 là hàm gì nhỉ? Hàm hàng đúng không? Chứ anh hướng dẫn thôi. Là một đường thẳng như nào với cả trục OX nhỉ? Song song hoặc trùng với O thì nhỉ? OX. Có đúng này không? Nhá.
Rồi bây kem nhìn biện luận nào. Bây kem nhìn với anh nhá, xem có mấy giao điểm. Nào nhìn với anh nào. Số nghiệm bằng số giao điểm nhá. Kem nhìn nào. Kem nhìn đồ thị nhá. Nó sẽ bị xóa hết phần ở bên dưới đúng không? Vậy tại chỗ này là mấy giao điểm? Không, nó bị xóa hết đúng không? Tại điểm 0 thì mấy giao điểm? Kem nhìn đến được không? Đây 1 này, 2 này. Tại điểm này mấy giao điểm? Kem thử đến mình xem được ra 1, 2 này. Bên kia có 2 đúng không? 4 này, 4, 4, 4. Vẫn đang 4 giao điểm đúng không? Nhìn mà xem. Nào tại điểm 3 là mấy? 4. Tiếp tục tại điểm 4 là có mấy? Đến đúng không? 1 này, đỉnh này, 2 là 3 đúng không? Ở trên là mấy? 2 đúng không? Vậy người ta thể hỏi em nào? Chỗ nào có 2 giao điểm này? 0 giao điểm này, 4 giao điểm này, 3 giao điểm và 2 giao điểm đúng không? Ta sẽ biện luận hỏi bao nhiêu cũng được. Thì bây giờ người ta được là 4 giao điểm đúng không? Cần mấy nghiệm đây? 4 nghiệm, vậy thì nằm từ đâu các em? Nằm từ mấy 0 đến mấy? 0 đến 4 đúng không? Vậy từ 0 đến 4 là có mấy giao điểm đây? 4 không? 4 giao điểm biết không? Đúng không nhỉ? 4 giao điểm. À, vậy thì anh hỏi các bạn 0 có lấy không? Có 2 giao điểm đúng không? Không lấy. Tại điểm 4 có mấy? 3 giao điểm đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ cắt ngang được chưa? Nó một dạng y m đây này. Ok. Vậy phương trình có mấy nghiệm phân biệt đây? Phương trình có 4 nghiệm phân biệt. Khi chỉ khi gì nhỉ? Cái m trừ 1 của em phải nằm từ đâu? Từ 0 đến 0 đến 4 đúng không? Cắt lại 4 điểm đây. Nhá. M trừ 1 phải từ 0 đến 4 nhá. Đúng chưa? Nào, tại điểm 0 thì sẽ không lấy. Đúng chưa các em? Tại điểm 0 không lấy tại vì nó có mấy thôi? Có 2 thôi. Tại điểm 4 thì có mấy? 1, 2, 3 đúng không? Không, không lấy. Không thỏa mãn đề bài. Vậy cái không có dấu bằng nhá. Sau các em chuyển gì nhỉ? Chuyển 1 sang được gì nhỉ? M. Nhón 1 nhón mấy? 5. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi nhá. Đây chia đáp án nhá. Đấy. Các em chú ý cách làm nhá. Người ta sẽ hỏi em số 4 giao điểm. Có thể có 3 giao điểm hoặc 2 giao điểm. Nào bây giờ biện luận với anh luôn nhá. Có 2 giao điểm thì sao? Có 2 nghiệm thì sao? Nào thì m từ đâu đến đâu các em? 2 nghiệm thì sao? Thì là bằng 0 chưa? Có 2 giao điểm không? Hoặc là lớn hơn mấy? Lớn 4 phải cắt tại 2 điểm không? 1, 2 chưa? Lớn 4. Nào vậy thì là m trừ 1 nhá. Bằng 0 hoặc m trừ 1 lớn 4 nữa chưa? Đúng không? Có 3 giao điểm thì sao? 3 nghiệm phân biệt thì sao nhỉ? Thì m trừ 1 bằng mấy? Bằng 4 đúng không? 1 giao điểm này. 2, 3. Ok, m trừ 1 bằng 4. Sau đó mình sẽ giải ra nốt, nhớ chưa? Rồi đấy chỉ là cách biện luận. Ok, em chữa câu này vào, rồi làm câu dưới nào. Phần 2 như sau. Là hàm gì đây? Hàm y bằng f của chữ x ở trong nhá. Được chưa? Hàm y bằng f chữ x nhá. Có nghĩa là như nào đây? Nếu y bằng x bình này, ax bình này cộng bx cộng c nhá thì f của chữ x bằng gì các em nhỉ? Em chữ x bằng gì biết không? Nghe chỗ nào có x thay bằng chữ x đúng không? Chữ x tất bình thì bằng gì? Chữ x tất bình thì vẫn là gì nhỉ? X bình đúng không? Cộng gì nhỉ? B gì đây? Chữ x đúng không? Cộng gì đây nhỉ? Cộng c. Có nghĩa là người ta thêm cái chữ x vào đây đúng chưa? Bình phương thì người ta đôi lúc người ta không thêm đâu. Thì em tự hiểu là nó là trị bình nhá. Trị bình thì vẫn là chính nó được chưa? Nào cách vẽ như nào? Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên anh có hàm ban đầu nhá. Làm như này. Ô này. X này. Y được chưa? Nào anh có hàm như sau. Đây anh còn như này. Đây như này nhá. Đây. Anh có hàm ban đầu như này nhá. Hàm y bằng fx đây. Nào cách vẽ như sau. Nào nếu trị to, trị to em nhìn chiều gì nhỉ? Chiều ngang đúng không? Thì trị nhỏ thì em phải nhìn chiều gì đây? Chiều dọc được chưa? Trị nhỏ trị chiều dọc nhá. Mẹo này, trị tuyệt đối của x thì x luôn gì các em nhỉ? Trị của x đúng không? Phải x luôn dương không? Vậy thì chứng tỏ em phải xóa phần x đi nhỉ? Em nhìn cái chiều dọc nhá, nhìn chiều dọc được chưa? Xóa hết phần x âm chưa? Phải xóa hết phần x âm chưa? Phải đây phần x âm được chưa? Đấy. Nghĩa x luôn dương, chữ x mà đúng không? Thì x phải luôn dương. Xóa hết phần x âm đi. Sau đó các em làm gì đây? Lật, các em gập đúng không? Gập sang trái được chưa? Một cái vẫn là mình gập lên trên đúng không? Còn này mình sẽ gập sang trái. Còn nhay đúng không? Em gập sang này. Như kiểu soi gương ấy. Ok chưa?
Đấy, các em thấy hình dung được chưa nhỉ? Từ bên này gập sang bên này chưa? Nhá, gập sang nhá. Ok. Vậy cách làm như sau, là gì nhỉ? Bước 1 là gì các em? Phá phần bên gì nhỉ? Phá phần bên đồ thị bên gì nhỉ? Xóa phần đồ thị bên gì đây? Bên tay gì nhỉ? Bên tay trái. Bên tay trái nhá. Bên trái OI. Đúng không? Xóa hết phần bên tay trái được chưa? Xóa từ bên phải em gập sang. Gập sang nhá. Lấy đối xứng. Nhưng mà mình sẽ không từ gập mà mình dùng từ lấy đối xứng nhá. Lấy đối xứng. Lấy đối xứng. Phần gì nhỉ? Phần phải sang trái được chưa? Từ bên phải sang trái. Bên phải sang trái. Nhớ chưa? Lấy đối xứng bên phải em lật sang trái. Ok chưa? Xong rồi nhá. Đấy, lấy xứng sang. Hai bên phải đối xứng nhau. Nào anh có thể cho một đồ thị khác nhá, để các em làm này. Anh cho một đồ thị khác nhá. O này, X này, Y này. Nào, giả sử đồ thị nó như này đi. Nó như này đi. Đấy, thì các em sẽ làm như nào nhỉ? Thì làm như nào? Nhìn chiều dọc đúng không? Xóa hết phần bên gì đây? Bên trái OI. Chụp dọc đây nhá. Xóa bên trái chưa? Đúng không? Xong từ bên phải em gập sang. Gập sang thì phải lấy đối xứng sang nhá. Gập sang này. Em lấy đối xứng sang đi. Cho đẹp đẹp một tí nhá. Ok chưa? Đấy, kiểu như là bên này này em gập sang. Hiểu xếp hình ấy. Ok chưa? Đấy. Đây là đồ thị của mình. Đây là đồ thị hàm F của chữ X. Xóa phần bên trái. Từ bên phải gập sang. Ok. Đấy. Còn đâu cái ở trên là gì nhỉ? Xóa phần bên dưới gập lên trên. Còn đây là xóa trái gập bên phải sang. Ok, chữa cho anh lý thuyết vào nhá. Nào, vẽ đồ thị nhá, câu A này. Vẽ đồ thị này. Y bằng Fx bằng x bình trừ 2 trừ đi 2 đúng không? Dựa vào đồ thị vẽ hàm thì đây, chuyển đổi đúng không? Nào anh vẽ cùng với anh nhá. Nào đỉnh là gì đây? Nào đỉnh Y là mấy nhá? Bấm cho anh nào. Bấm với anh đỉnh Y là mấy? À, sẽ là bao nhiêu đây? 1 và âm 3. 1 và trừ 3 đúng không? Bấm nhá. 1 trừ 3 này. Anh sẽ lấy bảng nhá. Bảng như sau này. X này. Y này. 1 và trừ 3 cho ở giữa nhá. Lấy thêm 2 điểm nữa. 2 điểm hai bên. Là 0 trừ 1 này. 2, 3. Đúng chưa? Nào không vào thay được mấy? Âm 2. Âm 2 đúng không? Thay 2 bằng âm 2 này. Thay 3 bằng 1 à? 1 đúng không? Ok nhá. Nào mình vẽ nhanh nhá. Vẽ luôn này. Các em nhớ đấy, 5 điểm là vẽ rất là nhanh thôi. Không phải khảo sát bảng mình thiên gì cả. X này, Y này. Ok chưa? Nào mình sẽ điền các điểm nhá. 1 thì là trừ 3. 1 là trừ 3. 1 trừ 3 đây. Trừ 2 trừ 3 này. 1 trừ 3 đây nhá. 0 âm 2. 0 âm 2 đây. Ok chưa? 2 âm 2. 2 âm 2 đây. Ok chưa? Tiếp theo này. 3 1. 3 1 đây. 3 đây. 1 đây. 3 1 đây. Cho nên là 0 âm 2 trừ 1 1. Trừ 1 đây. 1 nha. Ok, mình sẽ có những cái điểm này, 5 điểm này nha, 1 điểm này, 2 điểm này, 3 4 cả 5 đúng không? Các em nối vào cho đẹp một chút nhá. Nào nối vào nào. Đấy, nối vào nhá. Ok chưa? Đấy. Đấy, các em vẽ đồ thị như sau nhá. Nối 5 điểm này vào. Nào tiếp tục nhá. Sau khi mình đã vẽ đồ thị câu 1 rồi, ok. Anh vẽ câu B nhá. Câu B này. Người ta bắt vẽ đồ thị thì đây. Y bằng trừ đối đúng không? Trừ đối đây này, của x bình này trừ 2 trừ đi 2 giống hệt không? Thêm trị vào thôi. Vậy là vẽ y bằng f của x trị đúng không? Đúng chưa? Vậy các em sẽ làm như sau. Nào. Trị x thì x luôn phải dương. Vậy các em xóa hết phần bên x gì nhỉ? X âm đi, đúng không? Xóa hết phần x âm đi.
phá phần đích âm đi nhá. Phá đi. Ok chưa? Sau các sẽ lấy đối xứng phần đi nhỉ. Nhớ từ cái trụ OI này này, cắt đôi ra. Gập cho anh từ bên này, lấy đối xứng sang đây. Chứng tỏ đỉnh của mình đây. 1 trừ đi 3 này. Các em lấy đối xứng sang đây nhá. Đúng không? Lấy đối xứng sang nhá. Tất cả những điểm này phải lấy đối xứng sang hết. Đấy, tôi viết vào nó mới đẹp được chưa? Anh viết lại nhá cho đẹp. Đồ thị mình đây này. Màu hồng đây này. Xóa hết bên kia còn màu hồng thôi. Ok nhá. Rồi các em lấy đối xứng sang. Nó phải nó đối xứng với nhau nhá. Đấy, nối sang. Ok chưa? Đấy. Ok chưa? Đấy, nó phải có sự cân xứng. Lấy OI làm trục đối xứng nhá. Được chưa? Nó phải đối xứng qua OI. Đấy, hai bên giống hết nhau. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy, vẽ được này chưa? Đầu tiên vẽ hàm bình thường trước nhá, câu A này. Xong kem xóa hết phần bên tay trái. Từ bên phải mình lấy đối xứng sang. Nhớ phải trình bày nhá. Xóa đồ thị bên tay trái. Trái OI. Sau đó làm gì nhỉ? Lấy đối xứng bên gì đây? Phải sang gì nhỉ? Sang trái. Ok nhá, câu B đấy. Lấy đối xứng từ phải sang trái, lật sang. Xong nhá. Đây câu B. Và mình đặt sẽ thành đồ thị 2 nhá. Đồ thị 2 đúng không? Nào câu C thì sao đây? Nào câu C ta là gì các em nhỉ? Dựa vào đồ thị 2 này. Biện luận số gì nhỉ? Biện luận số gì đây? Nghiệm của thằng này đúng không? Biện luận nghiệm là gì? Là các em phải nói tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Biện luận nhá. Nào, đồ thị 2 nào. Trừ đối của x tất bình này. Trừ đi 2x trừ 3 cộng m như nào đây? Bằng 0. Có đúng không? Số nghiệm sẽ bằng số giao điểm. Nhưng các em nhìn này, cái hàm của mình là gì đây? Hàm mình là gì đây? Nhìn này. X bình trị đối x bình này trừ 2 trừ đi 2 trị đối đúng không? Trừ đi mấy đây? Trừ đi 2. Nhưng mà cái nhìn thằng này của mình là trừ đi mấy? Trừ 3. Cái phải làm gì nhỉ? Biến đổi một tí đúng không? Là trừ x tất bình này trừ đi gì đây? 2 trừ x này trừ mấy? Trừ 2. Đúng không? Trừ 1 cộng m bằng 0. Đúng không? Và mình sẽ biến đổi là gì đây? X bình trừ đi 2x này trừ đi 2 bằng gì nhỉ? M trừ mấy? Trừ m cộng 1. Đúng không? Cô lập xong chưa? Rồi nhá. Thì đây phải đồ thị thằng 2 không? Đây phải đồ thị là thằng 2 không? Thay đồ thị mình là đồ thị M nhá. Là một đường thẳng kẻ ngang. Ok. Số giao điểm. Số nghiệm của sao. Các em nhớ phải biện luận nhá. Số nghiệm của sao bằng số giao điểm của hai đồ thị nhá. Của này. Của hai đồ thị. Đồ thị thứ nhất là gì? Đồ thị thứ nhất là ở bên tay trái là y bằng trị x tất bình, được chưa? Trừ 2 trị x trừ đi 2. Anh vừa vẽ chưa? Vừa vẽ đây nhá. Đúng không? Để vừa vẽ đồ thị 2 này. Và đường thẳng gì đây? Y bằng trừ m cộng mấy? Cộng 1. Là đường thẳng như nào đây nhỉ? Song song hoặc gì nhỉ? Trùng với cả ô OX. Đúng không? Cái đường thẳng chứa m nhá. Cộng 1 luôn song song và trùng OX. Nó là một đường thẳng làm gì các em nhỉ? Nằm ngang này. Tùy vào giá trị m mà nó sẽ gì nhỉ? Thay đổi. Có hiểu không? Đấy nhá. Rồi. Nào bây giờ biện luận với anh nhá. Biện luận nào. Nào giả sử nó các em nhìn số này số mấy đây? Trừ 3 đúng không? Đây trừ 2 nhá. Nào biện luận với anh nào. Thứ nhất dưới trừ 3 hay sao? Có cắt không? Không cắt thì là không nghiệm. Ok. Tại điểm trừ 3 có cắt không? Cắt tại 2 điểm không? Hai điểm, điểm này không? Thì là hai nghiệm. Chỗ này là cắt mấy nghiệm đây? Trên trừ 3 là 4 nghiệm đúng không? Lên dần này. Tại điểm trừ 2 3 nghiệm đúng không? 1, 2, 3. Tiếp tục trên trừ 2 2, 2, 2, mãi 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 đúng không? Nghĩa là các em cứ
Bạn nào mà không biết cứ lấy một cái thước kẻ, em cứ cho anh từ đây vòng lên. Được chưa? Bao nhiêu nghĩa là bấy nhiêu giao điểm, được chưa? Rồi mình biện luận nhá. Nào, mình sẽ nói như sau. Nó ở dưới trừ 3, anh kẻ mẫu thôi nhá. Thứ nhất, em lấy phải lấy trừ m cộng 1 nhá. Phải lấy cái giá trị này nhá. Trừ m cộng 1 nhón trừ 3 thì có mấy nghiệm đây? Không nghiệm đúng không? Vô nghiệm. Tiếp tục này, trừ m cộng 1 nào bằng trừ 3 thì mấy nghiệm đây? Hai nghiệm đúng không? Có hai nghiệm phân biệt. Tiếp tục dấu cộng tiếp theo này, lớn hơn trừ 3 nhón 2 đúng không? 1, 2, 3, 4 nghiệm đúng không? Trừ m cộng 1 lớn hơn trừ 3 nhón 2 có mấy nghiệm đây? 4 nghiệm phân biệt. Tiếp tục dấu cộng tiếp theo, bằng trừ 2 có mấy nghiệm? 3 nghiệm đúng không? 3 nghiệm phân biệt. Ok chưa? Rồi tiếp theo là gì nhỉ? Trừ m cộng 1 lớn mấy? Lớn trừ 2 mấy nghiệm đây? 2 nghiệm đúng không? 2 nghiệm phân biệt. Ok, đây gọi là biện luận nhá. Nghe các em sẽ nói ra tất cả các trường hợp có thể xảy ra được chưa? Xong. Và các em nhớ về giải nốt nhá. Giải nốt đi. Giải nốt. Là xong. Đã, anh trình bày như vậy thôi. Để các em biết là gì? Mình có thể biện luận số nghiệm dựa vào gì nhỉ? Đồ gì nhỉ? Đồ thị. Lấy một đường thẳng ngang, cứ cắt tại bao nhiêu điểm thì bấy nhiêu nghiệm. Nhá, ok, các em chữa cái câu này mà cho anh nhá. Và nhớ là gì? Các em phải biến đổi. Nó phải giống cái đề bài. Chứ không phải là như thế này, như bạn chuyển m sang là sai. Em phải biến đổi làm sao giống đề bài nhá. Để tận dụng cái đề bài đây này. X bình trừ 2 trị đồ x trừ đi 2. Phải giống cái đề bài nhá. Nhớ chưa? Ok, em chữa câu này vào đi. Nha, chữa vào đi. Để làm cái câu dưới. Nào lớp mình ghi cho anh dạng cuối nào, dạng khó nhất luôn. Nào ghi cho anh loại 3. Là hàm gì đây? Hàm y bằng trị tuyệt đối của trị tuyệt đối. Nào, đại ca ở đại ca đây. Nào các em nhìn cho anh nào. Hàm trị tuyệt đối của trị tuyệt đối. Hàm này là hàm khó nhất này. Hàm này các em có thể biến luôn lên 8 nghiệm cơ. 6 nghiệm hay 8 nghiệm. Bài này 6 nghiệm, 8 nghiệm. Những bài kiểu như này nhá, 6 nghiệm này, 8 nghiệm. Đúng không? Hai thằng này nó chỉ tối đa là mấy nghiệm thôi? 4 nghiệm. Thầy còn x đôi lên cơ, 6 nghiệm, 8 nghiệm rất to. Đấy. Thì các em chú ý sao mấy cái bài mà kiểu 6 nghiệm, 8 nghiệm ý thì thường là bài này nhá, được chưa? Bài mà siêu to khổng lồ nghiệm. Nào. Cách làm bài này như sau. Bước 1, các em nhớ nhá, bước 1 là như nào? Bước 1 này. Bước 1 nhá. Là các em sẽ làm từ trong ra ngoài, nhớ nhá, từ trong ra ngoài, được chưa? Trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Nào, chứng tỏ làm đi trước các em nhỉ? Làm gì trước đây? Hàm cái trị của x trước đúng không? Nào, đầu tiên, các em biết cái trị x thì mình làm gì không? Nào, lý thuyết bài trước là gì nhỉ? Trị x thì làm như nào? Hình dung đúng không? Nào, anh vẽ lại nhá. Đây, trị x là xóa phần bên trái không? Lật sang bên phải xa đúng không? Nào, bây giờ xóa phần bên trái. Xóa phần trái đi đây. OI đúng không? Xóa phần bên trái OI này, lấy bên phải sang, lấy đối xứng phải sang. Ok chưa? Nào, bước thứ hai là gì đây? Đúng không? Bước thứ hai là làm bằng trị to đúng không? Là xóa phần bên gì? Đúng rồi, đây mình sẽ vẽ một mẫu nhá. Xóa sang bên dưới không? Lấy đối xứng lên trên không? Lấy đối xứng lên trên nhá, vẽ hơi xấu tí. Ok nhá. Xóa phần bên dưới. Xóa phần dưới OX. OX lấy đối xứng lên trên. Lấy đối xứng dưới lên trên nhá. Ok chưa? Xóa hết phần bên dưới này, sau lấy đối xứng lên trên. Nghe các em phải kết hợp cả hai cái này lại với nhau. Này, anh sẽ làm mẫu cho bạn nhá. Như sau này. Giả sử anh cho một hàm nhá. Nhìn này. Anh cho một hàm nhá. Đây, một hàm như này đi. Đây, một hàm như này. Nào, các em sẽ làm cho như sau. Đầu tiên là như nào các em nhỉ? Xóa phần bên trái OI đúng không? Xóa phần bên trái OI chưa? Xóa phần bên trái OI chưa? Sau làm gì nhỉ? Lấy xứng bên phải sang không?
Đây, đợt gập sang nó sẽ như này. Có hình dung đúng không nhỉ? Gập sang được chưa? Bước tiếp theo là như nào? Xóa dấu x đúng không? Xóa hết phần bên dưới x nhá, em nhớ xóa hết sạch đi. Xóa phần dưới x đi nhá, xóa hết phần dưới x này. Xóa hết phần dưới x nhá. Lấy được xứng lên trên như nào đây? Điểm này đúng không? Lấy xứng lên đây này. Điểm dưới này đúng không? Lấy xứng lên đây này. Điểm dưới này đúng không? Lấy xứng lên đây. Vẽ cho đẹp được chưa? Các em hình dung đúng không? Quay cái dưới như nào, mình lật lên trên nào. Đấy, hình nó như này nhá. Ở dưới nhau lật lên trên y hệt như thế. Được chưa? Em gập lên trên thôi. Gập lên trên được chưa? Nhớ là lấy điểm ở dưới này, xong lấy được xứng lên trên cho dễ. Ok không? Nào, thì bài này đố các em tối đa là bao nhiêu nghiệm nhỉ? Các em nhìn cái bên đoạn này nhá. Nhìn đoạn này mấy nghiệm đây? Cái đoạn nhiều nhất này. Để em cho anh nào. Một nghiệm này, hai nghiệm này, 3, 4, 5, 6. Đúng không? Có những bài 8 nghiệm cơ. Bài này mình chỉ có 6 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok nhá, bài 6 nghiệm đúng không? Ok. Nào các bạn nhìn ví dụ 5 nhá. Vẽ đồ thị y bằng fx bằng gì đây? Trừ x bình cộng 4x trừ 2 đúng không? Nào ok, các em vẽ với anh nhá. Đầu tiên là vẽ đỉnh nào. Đỉnh là gì nhỉ? Đỉnh y bao nhiêu đây? Bấm đi. Bấm cho anh đỉnh y bao nhiêu? 22 à? 22 đúng không? 22 ok. Được, vậy mình sẽ vẽ bảng nhá. Bảng này lấy 5 điểm. 5 điểm rất nhanh. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cả 2 ở giữa này. Lấy thêm cho anh điểm 3, điểm 4. Đùi lại là âm là gì đây? 1 và 0. Đúng chưa? Nào thay nhanh cho anh đi. Xem 1 là mấy? 1 là mấy? Thay 1 vào được 1 à? 3 chắc chắn được 1 đúng không? Thay 4 vào được mấy? Chắc chắn các em sẽ âm 2 luôn. Tại vì nó sẽ cứ đổi xứng qua cái trục này đúng không? Ok, các em vẽ với anh nhá. Nào vẽ nào. Vẽ phải vẽ ra đây cho nó dễ biên luận. Nào vẽ nhá. Đây ô này, đúng không? X này, y này. Ok chưa? Nào, mình sẽ lấy đỉnh nhá, là đỉnh mấy đây? 22 đúng không? 22. 22 à? Đỉnh 22 đây. Ok nhá. 31 31 x bằng 3 x 1 đây, 31 đây. 31 này. 4 là trừ 2 đúng không? 4 là trừ 2. Trừ 2 ở dưới đây. Em vẽ nhiều, vẽ đẹp đẹp, cẩn thận một chút nhá. Đây. Tiếp tục này. 11 đúng không? 11 đây, 11 đây. Tiếp tục là 0 âm 2, 0 2 điểm này nhá. Đúng không? Các em nối 5 điểm này lại với nhau được gì đây? 1 điểm này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 đúng không? Nối lại nhá. Thấy hồng hồng đồng bóng tí. Đây là 2 này. Các em điền các số vào nhá. 1, 2, 3. 1 này. Trừ 1, trừ 2. Ok chưa? Đấy. Nào các em ok, vẽ được xong hình này chưa? Đây chưa? Parabol của mình nhá. Parabol là cái 1 đây. À xong nhá. Nào vẽ xong cái 1 rồi. Ok, thằng thứ 2 là như nào các em nhỉ? Thằng B là gì đây? Thằng B là gì các ạ? B là gì đây? Dựa vào đồ thị 1 đúng không? Hãy vẽ đồ thị nào các em nhỉ? Vẽ đồ thị gì đây? Các em nhìn này. Chị tuyệt đối chưa? Của chị tuyệt đối đây. Thằng con này, thằng chị thực con này. Thằng chị bình phương thì nên người ta không viết đúng không? Chị bình thì bằng chính đó. Người ta không viết cái này. Đúng không? Đây chị của chị đúng không? Vậy các em phải làm như nào đây? Là làm các bước với anh nhá. Như sau, bước 1 là gì các em nhỉ? Bước 1 là gì đây? Xóa phần gì? Làm từ trong ra ngoài nhá. Trong ra ngoài, đúng không? Đây là hàm f của chị đối của f của chị x đúng không? Đúng không? Làm ở trong trước nhá. Xóa phần bên tay trái đúng không? Nào, xóa phần bên tay trái nào. Xóa phần bên tay trái đây, điểm cắt lại điểm trừ 2 đây.
chụp OI đây, phải phần bên tay trái không? Có phần bên tay trái không? Sau ghép sẽ lấy đồ xương bên bên gì nhỉ? Bên phải sang đúng không? Lấy sườn sang nhá. Nào lật sang này. Nhưng anh sẽ cân nhắc này. Điểm này này lấy đồ sườn sang này bằng bằng tí. Đây số 2 đúng không? Lấy sườn sang trừ mấy đây? Trừ 2 này. 1 này đổi sườn sang một tí nhá. Đúng không? Điểm này cũng thế đổi sườn sang đây. Trừ 3 chưa? Nó phải chuẩn nhá, được chưa? Nào vẽ thêm nhá. Đổi sườn sang này, nối vào nhá. Ok, đấy, đổi vào nhá. Ok, chạy đấy. Điểm ở dưới cũng đổi sườn sang cho vẽ đẹp nhá. 4 đúng không? 4 này. 1, âm 2, âm 3 này, âm 4 đây. Vẽ cho đẹp nhá. Đổi sườn sang. Đấy. Ok chưa? Đấy, rất chuẩn luôn, nó sẽ đối xứng qua chụp OI nhá. Lật sang bên này. Lật sang. Rất chuẩn, rất đẹp đúng không? Ok, vậy các em hãy ghi là gạch được nhá, gạch nhá, đi thi gạch đi lấy bút chì tẩy đi. Hiểu không? Hoặc bạn nào thích thì vẽ hai cái tùy nhá. Tùy hỏi cô giáo xem là được vẽ hai cái hay là được vẽ trên đây. Ok, nào các em hiểu cách vẽ đầu tiên chưa? Nhá, trình bày như sau. Anh viết bên này nhá. Bên này. Lấy gì nhỉ? Xóa gì đây? Xóa phần bên trái OI. Các em nhớ phải trình bày vào nhá. Xóa bên trái OI gì nhỉ? Lấy gì đây? Lấy được xứng phải sang. Ok chưa? Bước thứ hai là gì các em nhỉ? Là gì đây? Xóa hết sạch phần bên dưới đúng không? Tại vì đây là hàm. Bước thứ hai là em phải làm gì đây? Hàm trị to đúng không? Trị to là xóa hết phần bên dưới nhá. Bước thứ hai là gì đây? Xóa phần bên dưới. Dưới thì đây. Dưới OX. Rồi các em sẽ lấy xứng lên gì nhỉ? Gập lên trên đúng không? Lấy đổi xứng lên trên. Ok chưa? Nào. Xóa hết phần bên dưới cho anh nào. Xóa hết nhá. Xóa hết đi nào. Xóa hết phần bên dưới đi. Xóa đi này, bút xóa đi nhá. Xóa hết này. Xóa hết phần bên dưới đi. Gấp lên trên nhá. Lấy đồ sừng nó trên gấp. Gấp lên trên đi kem nào. Nào gấp lên trên cho anh nào được tí đây. Phần này đúng không? Gấp lên trên nhá. Gấp lên trên. Gấp lên trên. Đây cao cao một tí nhá. Cho thoải mái. Nào tiếp tục nhá. Bên này anh thế đúng không? Bên này anh thế gấp lên trên nhá. Đây là âm 2 đúng không? Thì lên là 2 chưa? Gấp lên trên. Hơi cong cong một tí được. Ok chưa? Gấp lên trên nhá. Bên này anh thế gấp lên trên nhá. Ok chưa? Vậy đồ thị. Các em thấy đồ thị chưa? Đồ thị chuẩn đây nhá. Đây trên đồ thị của mình nhá. Kinh không? Đấy, khi các em vẽ xong quên luôn hình cũ đúng không? Nghe xong quên luôn bản gốc. Vẽ xong quên luôn bản gốc rồi. Đấy. Ok, các em đã vẽ được xong chưa? Nhớ phải trình bày ra nhá. Đầu tiên là xóa hết bên trái, lật sang này, sang phải này. Sau đó các em xóa hết phần bên dưới, gấp lên trên. Rồi. Xong nhá. Nào, câu C là gì các em nhỉ? Câu B vẽ xong chưa? Rồi nhá, đồ thị. Đồ thị rồi nhá, đồ thị. Y bằng chỉ đối của chỉ đối. Nào rồi. Các nhìn câu C người ta yêu cầu gì các em ơi? Câu C yêu cầu gì đây? Câu C ở gì đây? Tìm M để phương trình gì đây các em nhỉ? Có mấy nghĩa phân biệt các em ơi? Phương trình này có mấy nghĩa phân biệt các em nhỉ? 8 nghĩa phân biệt đúng không? Nào vậy số nghĩa bằng số gì nhỉ? Số nghĩa bằng số gì đây? Bằng số giao điểm đúng không? Nào các em thử nhìn xem có chỗ nào có 8 giao điểm nhỉ? Nào chỗ nào có 8 giao điểm nhá. Nào vậy em nhìn với anh nào. Okay. Nào nhìn nhá. Chỗ này có mấy giao điểm đây? Không đúng không? Tại đây có mấy điểm đây? 4 đúng không? Trên đây là mấy? Đếm đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Mỗi nhánh cắt 2 phát. Tiếp tục lên trên chỗ này mấy? 1, 2, 3, 4, 5.
5 năm đếm lại đi. 1 1 2 3 4 5 chưa? 5 đúng không? Trên này mấy? 2 đúng không? Biện luận thì biện luận được nhá. 8 nghiệm đây. Vậy 8 nghiệm phải nằm từ mấy đến mấy các em nhỉ? Từ 0 đến 2 đúng không? Từ 0 đến 2 đúng không? Từ 0 điểm 0 thì không lấy dấu bằng, 2 cũng không lấy dấu bằng nhá, dễ ngoặc. Nó sẽ không lấy dấu bằng ở giữa thôi. Một đường nằm giữa nhá. Cái 8 nghiệm đây này. Một đường nằm giữa 0 đến 2. Đây. 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn luôn. 8 nghiệm. Đây trên đường y bằng m cộng gì đây? Cộng 2. Ok chưa? Vậy số nghiệm bằng số giao điểm, vậy m cộng 2 sẽ từ mấy? Từ 0 đến mấy? Đến 2. Vậy ta được gì đây? M sẽ từ mấy đây? 0 đến mấy nhỉ? Trừ 2 đến 0. Đây đáp án nhá. Đây. Đây chính là đáp án. Các em chú ý nhá. Đi thi nhá. Đi thi người ta sẽ cho các em kiểu hình thức trắc nghiệm ý. Có nghĩa người ta sẽ cho sẵn đồ thị ban đầu. Có hiểu không? Nhiệm vụ các em là chỉ em chỉ cần vẽ thêm thôi. Xóa dưới lật lên trên hay xóa trái lật sang phải ý. Lật phải sang ý. Được chưa? Các em chỉ cần vẽ thêm hình thôi và các em nhìn vào là các em kết luận. Đây là câu trắc nghiệm nhá. Đi thi người ta hỏi trắc nghiệm. Trắc nghiệm rất là hay cho. Thi tự luận thì dài quá. Tự luận thì rất là dài. Ok chưa? Đấy, còn biện luận thì mình phải nói ra tất cả trường hợp. Ok, đấy chỉ là 3 loại chỉ đối với các em gặp. Và bài này rất là quan trọng nhá. Từ bây giờ đến lớp 12 thì các em sẽ gặp lại bài này đấy nhá. Khoảng lớp 11, lớp 12 phải gặp lại đấy. Thế các em chú ý nhá, bài rất quan trọng đấy. Ok, các em hiểu cái vẽ đồ thị này chưa? Hơi khó một tí đấy, chú ý nhá. Ok, vẽ vào đi. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm. Bạc thêm thì bụi phấn, cho em bài học hay.